quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cái này đây, ở đây cái thùng chịu đấy có hai chân lạng. Ồ, lấy hơi lạng á? Ừ, hai ông thì vừa rồi bảo với cháu Lực là chai mật ong này đi với Lực quá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm qua thì đội thợ cũng đã đào được một chút rồi cô bác. Thì đến hôm nay thì cháu Lực tiếp tục là ghi hình cái chỗ mà đào nền nhà của em Sử là tới đâu rồi, xem có gặp khó khăn gì không cô bác. Vừa rồi thì anh đào nền nhà không có điện cho cháu Lực và bảo là gặp một tảng đá rất là to luôn. Thì hôm nay lên thì cháu Lực có mua cho đội thợ của đội thợ đào nền là một cái thùng nước ngọt để cho các cô các bác giải khát một chút, gọi là lấy tinh thần để mà hăng say đào nền được cô bác. Đấy, ông thì cũng vừa ra đây này cô bác này. Rồi, tình hình thế nào đây anh? Hả? Ồ, tình hình là bị gió nước lấy ra rồi à? Đúng rồi. Mà gặp cái tảng đá to đấy nhở? Đầy đá luôn. Dê, chiếc bọt nhà má dê. Anh bảo mọi người nghỉ tay uống nước đi. Uống nước một chút đã. Nghỉ nước. Đấy. Vừa rồi thì em lên có mua nước cho anh rồi. Đấy. Không mà. 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 Bây giờ thì chỗ này đào sâu hơn thì nước sẽ chảy ra bên này này cô bác này. Gặp đá này này. Nhưng mà theo anh nếu mà đào cái phần nền này thì chỗ này thì có nguy cơ là nó bị sạt không anh? Không, cái này không sạt được. Nó toàn đá tảng này, dưới chân này toàn đá tảng này, làm sao sạt được em? Vâng. Bây giờ đang gặp hai cục đá to này nhỉ? Đấy, hai cục này đây nữa, đây nữa. Còn phía bên kia còn chưa biết là như thế nào nữa cơ.
Ở chỗ này là lố cái gì đây? Không lố gì, lố con ấy. Mọt. Thế bây giờ đào đến hôm thứ hai thì là gặp cái tảng đá to, và xong là phần bên này này, cô bác này, nó đào thấp xuống thì nó đã bị gió nước sang bên này đâu. Cái đá này có cứng mấy không anh? Cứng chứ em. Cái này cứng lắm. Cái này phải đục đẽo này, nó lâu lắm. Cái tảng đá này thì khá là to luôn rồi này. Đấy, cái này đục đi một nửa rồi. Rồi lại đến cái này tiếp. Có phần nhà, phần nền nhà của em sửa rồi các bác này. Bây giờ thì lại gọi là gặp đá này. Trong quá trình làm này là hơi cản trở này. Cái gì nó cũng phải có khó khăn nha anh, đúng không? Cảm lắm. Cái gì nó cũng phải có khó khăn thì nó mới đẹp đẽ được. Đúng không? May là cái đá này nó còn gọi là cái đá mềm đấy, chứ không phải cái đá mà đá tay mèo hay là đá xanh thì đá xanh kia coi như là bọc. Nhưng mà nếu mà đá xanh kia nó bọc gỗ ra thì nó lại sẽ dùng được nhiều thứ hơn, đúng không? Thì sao ạ? Cái này không nhiều thứ. Đây là có nước à? Đấy, đào bên này thấp hơn bên kia nó lại có. Bây giờ đào bên này thấp hơn thì nó sẽ có nước. Cứ phải đào đến chỗ kia rồi thì thành ra là làm một cái rãnh xung quanh nhà. Đào rãnh chạy xung quanh nhà. Trong bây giờ bên này lại cũng lại bớt nước đi rồi đấy. Nếu mà mai đào hết chỗ này thì nước, em nghĩ nước nó chảy hết ra bên này đúng không anh? Chả biết có chảy hay không nữa, đến lúc mà anh sợ mà đào mấy cục đá kia ra hết, chắc là nước bên này nó ngắt hết, bên này nó chạy sang kia, bây giờ bên này còn nữa đâu. Giờ gặp hai quả đá mà to vật vã rồi cô bác này, đá khổng lồ luôn. Anh nghỉ ra đây uống nước anh. Uống đi. Mấy anh em cái bê thì uống này. Đấy thoải mái đi. Lấy đi. Đây đang trên đi ngồi nghỉ uống đi cô, nước đi cô. Đây này. Cô lấy đi cô, nước đi cô. 29 ạ. con trái chín. Mấy anh đi đâu? Nước này này. Đây không có ha. Ê, muốn một chai luôn. Đủ mà. Có thanh niên kia kìa. Đâu rồi? Đi không có sức để đào ấy. Thôi à. Thôi. Uống đi. Hôm qua thì ông lên tít trên rừng già kìa cô bác này. Đi ông đi lên củi. Bàn dép dưới hòn nhà mà. Trên hòn nhà mà. Ông thì vừa rồi là đi cũng là đi trên rừng để lấy cỏ về này cô bác này. Theo anh thì cái này đào độ tầm 3 hôm xong không? 3 hôm xong nào được em? Em thấy hôm nay đào được gần đến một nửa đấy. Gần đến một nửa anh, em biết là cái chỗ đất đấy bao nhiêu không? Không, bây giờ em bảo anh này, anh cứ đục và anh cứ đào hết đất ra đây. Xong thì mới đục lên đá. Anh đào chơi hết đất thôi, trong phần đá thì gặp đá ở này là chú giải quyết. Ôi, lại gặp đá ở này em giải quyết này. Là vấn đề nào nhỉ? Anh giải quyết nhưng mà chú phải hơn, chưa? Bây giờ anh phải đào đã. Đào hết là đất thì đá nó sẽ bở ra mà. Biết là bở rồi. Tôi cho khán trở nó vô cùng, không nó. Tôi cho nó.
Ông thì hay thường mặc là một cái bộ quần áo màu đen này cô bác này. Ông thì có nay cô Phương này mới chỉ tháo vậy là cũng nè. Hả? Cô là cô Phương này mới chỉ tháo à? Chỉ mình tháo đâu. Tháo đâu chứ? Các cái phải chiếu đồng nuôi vậy hả? Cái phải chiếu đồng nuôi. Cô chiếu nhà cái này. Bùa lấy sắt cái phải chiếu vậy đồng nuôi. Cái cũng phải chiếu vậy ạ. Đồng gì? Đồng như là. Văn lư cứ chiếu vậy chỉ cũng đồng nhở. Đây là cái những cái bộ áo mà con trai là truyền thống của dân tộc đồng bào người Mông này cô bác này, thì là ông thì hay mặc những cái bộ này thôi. Thế đấy để kiểu nhà đường ấy vẫn nè. Có chưa tắt thấy cái mặt phải này có chưa tắt thấy không phải tới tờ thấy không phải tới tờ chứng nhận thứ này mấy lẻ nó phải thứ này cho tụi bầu vàng này vậy nọ anh đi mặc phải đây đi cái nương khuổi chứ mình cho mặc phải này tầm này này theo dây đào từng chị văn em đấy á, theo dây đào từng chị văn đấy á, cái này đó, anh em bao nhiêu con đi văn rồi lại, xong văn á, có nằm vừa rồi thì ông có bảo với cháu Lực là hôm qua ông lên trên rừng kia để lấy củi của bác, thì lại gặp thêm tổ ông, hôm nay ông đi lấy cỏ thì ông hôm nay ông đi lấy cỏ, ông có bảo là lấy được một ít mật nữa. Ông thì vẫn còn chịu khó là đi lấy cỏ của bác này. Đây là cái cỏ rừng, ông quả dại ấy, ông đi lấy về để cho sâu con bò này. Đấy má. Ông thì lại lấy thêm một chai mật ong nữa về này các bác. Hôm nay thứ này ở tổ dân là gì? Cái này đây, ở đây. Tại khu chuối có hơi chơi lãng. Lấy hơi lãng á? Hơi chơi lãng. Ông thì vừa rồi bảo với cháu Lực là thay mượn ông này đi hơi Lực quá. Ông thì có vẻ là rất là quý cháu Lực ấy không? Cảm thấy lại nhận được một cái phần quà của ông cháu Lực rất là vui cô bác. Nay đây chỉ mua gì nè? Muốn tàu này. Muốn tóc chứ? Mật này rất là thơm rồi cô bác này. Mà màu mật thì rất là đẹp luôn cô bác nhé. Tí nữa. Rất là ngọt và rất là thơm. Trà vàng mà. Vàng gieo này. có vẻ là các bác thấy ông tặng cháu Lực cái món quà này thì nha là cũng vui thay cho cháu Lực cái sao cô bác. Cười rất là nhiều này. Đấy, ông thì vừa rồi bảo tặng cháu Lực chai mật ong này, nhưng mà thôi cô bác chắc là cháu Lực sẽ mang đi bán hộ ông. Ôi cái này lán ông bác hay không vậy ố? Đấy nên bỏ lán ố. Người ông thì cũng có lòng bảo là biếu cháu Lực này cô bác này, biếu một chai mật ong này. Anh nhìn màu mật ong này có đẹp không? Dạ. Anh nhìn màu mật ong này có đẹp không? Đây này. Ông tặng à? Ông vừa tặng em đây. Để anh thử xem có ngọt không nhá. Chắc là hôm nào về cho tặng cháu một cái chai được không? Không, phải ở chiên cơ, không mất tiền đấy nhỉ. Mất tiền không? Ngọt nhỉ. Ngọt này, thơm này. Mùi trong đậm đà, mùi thơm thơm nhỉ. Thơm ơi, mật ong này. Đấy, đây là mật màu ong đẹp này, thơm. Mật ong của nhà ba ông cháu của bác. Ông thì với em Sửa với em Hải là lên trên rừng kia là lúc mà đi lấy cỏ, đi lấy củi kiếm thấy những cái tổ nào thì ông lên xem có mật thì ông mới lấy về. Lung kéo mũ ma lên túi này dùng rồi chứ. Túi này dùng ra. Ông bảo là đi lấy mật xong thì con nó vẫn còn ở cô bác.
ông thì vừa bảo biếu cho Lực nhưng mà thôi cô bác ạ, thì cháu Lực sẽ ở đây thì có cô bác nào mà muốn mua mật ong của ba ông cháu đấy thì là có thể là điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi những cái chai mật ong đến cho cô bác. Và ở đây thì bây giờ thì ông đang tận dụng là những cái chai nhựa mà chai nhựa bia cô bác để đi đựng về, thì đến nhà cháu Lực sẽ đổ ra những cái chai nhựa mà nó sẽ mới hơn và đẹp hơn, và cháu Lực cũng sẽ kèm theo là dán những cái công dụng mật ong rừng và cái logo của tem bạn em để tránh cho những cái mặt hàng mà cô bác nhận được mà không có tem của bạn em cô bác nhé. Hả? Làm tiếp rồi nhỉ? Bị khai rồi nhỉ? Màu rất là đẹp luôn này. Vừa rồi thì ông bảo là cho cháu Lực cô bác. Chai mật ong của ông ấy. Đấy thì một tí nữa cháu Lực sẽ về. Và có cô bác nào mà muốn ủng hộ mật ong của ba ông cháu đấy thì có thể điện thoại cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi cho tới tay cho cô bác. Đây là những cái chai mật ong mà rừng nguyên chất cô bác. Một tổ chỉ có lấy được 1 lít thôi cô bác. Vừa rồi quên hỏi ông là có bị ong đốt không? Đi béo ấy thì tôi đào ra đây. Đi ấu thì tôi đào ra. Cầm nguyên dạng. Ông thì chắc có vẻ là lấy mật ong quen rồi cô bác, thành ra là ông sẽ không có đốt. Bây giờ thì tôi sẽ để đây. Tí nữa về thì sẽ mang về nhá. Đấy, phần này thì bây giờ nó gió gió nước ra một tí nữa cô bác này. Sao mới cởi hơn lắm, cởi cởi ông ơi. Thì bao nó gặp chúng cái mảnh nước nó ra này cô bác này, thì đào nó rất là khó, kéo đất đi thì nó rất là nặng luôn. Ở đây thì cũng được rất là nhiều cô bác, và cộng thêm là cái anh mà chuyên gia về xây dựng ấy thì cũng có bảo với cháu Lực là cái phần đất này mà đào ra thì mảnh nước mà đào đến tận thì những góc kia này cô bác này thì là xem đường nước của nó như nào thì mình mới bắt đầu xử lý được. Ôi da. Bây giờ cô bác có thể nhìn thấy là cái ở dưới kia thì cũng đã được đào gần thẳng rồi, và đào đến tận mép này thì là đủ một cái ngôi nhà và sẽ đủ một cái khoảng sân rất là lớn cho gia đình của ba ông cháu luôn. Đấy, ông này cô bác, ông thì bảo là không có bảo là làm nữa nhưng mà ông vẫn miệt mài là giúp được các bác ở bên này phần nào. Phải nói là ông cũng là một người sống rất là tình cảm luôn cô bác ạ. Có thể nhìn được một cái góc nhìn nhà nhỏ của sử rồi nhà kia nhá. Vâng ạ. Và ở dưới phần dưới kia đó cô bác nhá. Dưới kia thì sẽ xếp đá vào kia này. Xong thì một thời gian nữa, ngày mai thì sẽ bắt đầu là cuốc cái phần đất này để vào kia. Thì sau này đợi mà nó cứng lên rồi thì các em cũng lại có một cái khoảng sân mà nó rất là rộng luôn. Ở đây thì có vài những cây sau mộc này cô bác này. Thời gian tới thì tiến hành mà làm nhà. Thì cần những tấm ván thì cháu Lực sẽ xẻ ra để làm ván cho tận dụng trong ngôi nhà của mình, ngôi nhà của ba ông cháu luôn. Anh bây giờ là đang gặp khó khăn một chút nhờ mấy cái tảng đá này. Khó khăn đấy ạ. Đấy. Quan trọng bây giờ là làm nào để làm tiến độ để cho nó có cái mặt nền để cho em sửa. Vâng. Chấp nhận mình phải làm, nó phải làm chứ không. Bây giờ mình không làm ấy thì nó nhiều cái nó không ấy được. Mình đã nhận làm thì mình làm từ đâu đến đâu, làm từ cho đến nơi đến chốn. Vâng.
Và phải nói là anh em mình sau những công trình này mà làm thì chắc chắn sau này em có thêm những công trình khác rồi thì anh em mình sẽ vẫn đi với nhau để lâu dài được, đúng không anh? Đúng rồi, để làm nó phải có uy tín chứ thôi. Bây giờ chỗ kia là mặt phẳng nó là ok đúng anh nhỉ? Đúng rồi, mặt phẳng nó đấy. Đấy, anh đào cho mặt phẳng ở đấy lên luôn. Để từ lúc em lên có mặt phẳng để lên đẹp như là em phải cuốc đi vào một tí đấy. Bên nào bên đằng kia? Đấy. Để vào một tí thì nó mới vuông được. Đằng kia em phải từ đấy ra đây rồi. Ra đây cũng vuông được. Thoải mái mà. Thì nó mới vuông được ấy, nó mới đẹp ấy. Đấy. Đúng lúc mà anh chỉa đằng đầu kia xuống là nó sẽ đẹp hết. Yeah. Là chân rồi tầm đấy là đẹp đấy. Như anh đây thì cho các cụ đây là nấu cơm luôn hay là anh tự đi nấu? Cô ấy đi nấu cơm rồi. Đi nấu cơm à? Là anh nấu cơm ở nhà bên cụ bên kia à? Vâng. Anh nấu cơm bên đấy luôn cho các anh chị ăn đó. Có gì ngủ lại đây thì về nhà anh? Anh chắc đi về. Đi về à? Ngay dưới này thì bảo ngủ lại đây đấy thì không biết là ngủ nhà nào. Đúng rồi. Thế này thì yên tâm là người ta đi lấy chồng hết rồi anh ạ. Đấy, đi lấy chồng hết rồi. Nhưng quan trọng là cái đấy là anh không đi chơi bời những cái đấy. Đến lúc nào mà không làm việc thì anh mới đi. Đây thì thường thường anh cho các cô ở đây nghỉ làm đến mấy giờ đây nhỉ? 6 giờ. 6 giờ à? 5 giờ cuối. Chẳng nữa. Chẳng nó nghỉ cho 5 rưỡi đâu. Thì cho cô còn đi làm này nọ nữa. Là đến 5 giờ đúng không? 5 rưỡi. Là quy định giờ của anh đi ra trước kia làm là 6 giờ mới nghỉ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đây cho các cô ấy nghỉ 5 rưỡi. 5 rưỡi. 5 rưỡi thôi. 5 rưỡi thôi. Đấy, có vẻ là bây giờ có một chút nước vào thì phần đẩy cát này có vẻ là hơi khó khăn một chút đấy. Thế nặng hơn ra nó thế nặng hơn. Mai anh sẽ tiến đào bên này thì đào chơi hết đất đi thôi. Đây có tảng đá này, chắc tảng đá này hôm bọn em bửa lên là nó lung lay mà. Nhưng mà ở trên thì anh cho đi hết cho em, nhưng mà đào đất ra nó ở dưới kia như thế này thì rất khó khăn cho anh. Anh phải đục ra chứ, anh đổ lên nhà chứ. Bây giờ anh đào hết đất đi để đá cho em thì có chuyện gì nữa. Thì anh cứ không bỏ, anh cứ đào thôi nhưng mà vẫn đục thôi. Nhưng mà cái này phải đục sau. Nhìn ở từ xa thì cái nền nhà của các em thì bây giờ cũng rất là rộng rãi rồi cô bác này. Đến ngày mai nữa thì đào nốt phần ở bên này nữa thì nó sẽ rất là rộng luôn. Bây giờ thì đào hết phần đất rồi thì mới tiến hành xử lý hai cái cục đá của em Sử đang ngồi này và ông đang đứng ở đây nè cô bác này. Hai cái tảng đá thì này rất là to luôn.
như các bác có thể nhìn thấy cái nền nhà của các em thì bây giờ cũng đã được đào gọi là gần đi một nửa rồi. Ngày mai nữa thì là cái chỗ ông mà đang đứng thì là sẽ được các bác ở bên kia thì sẽ san cái phần đấy xuống nữa và đào thêm một cái gốc bên này nữa. Bên này này các bác, đào thêm một gốc bên này nữa thì nó sẽ ra là một cái mặt mà một cái mặt nền nhà luôn các bác này. Em Hải thì cũng vừa mới đi học về luôn này các bác này. Hải thì đi học về à? Đấy. Trong cặp này thì có những cái môn gì đấy? Có sách ạ. Sách à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À, rồi, hôm nay Hải thì đi đâu về? Nói cho ông bà nghe nào. Hôm nay con đi học về ạ. Học à, đến hôm nay thì học cả buổi chiều à? Vâng. Hôm qua thì bị ốm thì đã đỡ hơn chưa? Nó khỏi hẳn chưa? Đỡ rồi. Khỏi hẳn rồi à? Vâng. Trong này anh xem là cặp này thì được bao cân? Đúng rồi. Không rơi vào tầm 2-3 cân đấy nhờ. Vâng. Đấy, xách cặp và rất là nặng luôn cô bác ạ. Rồi thì anh Sử đi đón về đúng không? Vâng. Anh Sử là đang ở trên kia à? Vâng. À, được anh Sử đi đón về thì rất là nhanh rồi nhờ. Vâng. Vèo phát là tới nhà rồi. Hôm nay thì có thấy cái nền nhà của mình khác hẳn chưa? Có ạ. Khác hẳn à? Khác hẳn là khác như thế nào? Khác hơn lúc trước ạ. Khác hơn lúc trước à? Vâng. Sáng nay mình đi thì chưa có được đào như thế đúng không? Vâng. Đến lúc mà mình đi học về rồi thì đào được một góc thôi. Bây giờ thì cũng đã đến giờ nghỉ của đội đào nền rồi các bác. Ôi sao bé này cất đi à? Để đây không được anh? Để đây thì như nào anh? Sợ người ta lấy hết đấy. Sợ người ta lấy hết à? Đồ đi mai mới có đồ làm. À. Bây giờ là đến giờ nghỉ rồi anh. Thôi cho anh em nghỉ thôi. À. À, bây giờ phải đào một cái rãnh như này này cô bác này, không mai nó sẽ chảy hết nước vào đây. À, cái phần này thì cháu Lực cũng là nói rồi cô bác nhá. Thì bao giờ mà đào nền nhà xong thì xung quanh ngôi nhà thì cháu Lực sẽ là làm một cái đường rãnh nước ở xung quanh nhà luôn để cho nước nó chảy ra hai bên luôn. Nếu mà thời gian tới mà có nước mà có chảy ra các bác thì nó sẽ chảy ra hai bên nhà. Thế bây giờ thì hôm nay thì cũng đã đào mà hiện lên cái cục đá này rất là to này các bác này. Ở bên kia một cái cục nữa. À, cái phần đất này thì nó sẽ là đất đá cho nên là nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Bây giờ thì đội đào nền thì cũng đã nghỉ hết rồi cô bác này. Và thành quả hôm nay thì đào được khá là nhiều luôn cô bác. Có thể là từ chiều bên này đi về đến bên kia thì cũng đã gần đủ rồi cô bác ạ. Ông thì bây giờ cũng về nhà rồi. Lên tít trên rừng kia là để lấy cỏ về. Vừa rồi thì em Hải cũng đã đi học về rồi và được anh Sử là đi đón. Vừa rồi thì vừa nãy thì Sử có ở lại và cầm máy quay cho cháu Lực, nhưng mà đến giờ mà Hải đi học về rồi thì cháu Lực bảo là đi đón em đi, kiểu là em đi bộ rất là xa. Đấy, cái chỗ này thì bây giờ xe máy không có lấy xuống được nữa cô bác, tại vì là đào nền này đất nó xuống lấp hết cả đường xe máy của nhà chú rồi. Thì nhà chú cũng thông cảm là lấy xe để lên trên nhà của bác trên này một chút thời gian, rồi thì làm xong thì cháu Lực sẽ tiếp tục là đào cái đường nhỏ nhỏ này để giả lại cho chú của nhà em Sử. Ui. Những cái bước chân của ông đi rất là nhanh cô bác. Và cháu Lực đang đi không thôi mà còn không đuổi kịp ông luôn rồi.
thời gian tới thì ba ông cháu sẽ có một cái ngôi nhà mới hơn cô bác này. Đây là những cái đàn gà mà hôm nọ là được bà An Phạm là nhờ cháu Lực mua lên cho. Là ở dưới kia thì ở dưới kia này cô bác này, ở dưới kia hết này. Cái lợn thì bây giờ cũng đã đến giờ ăn rồi, kêu rất là nhiều luôn. Ôi, hai anh em tâm sự với nhau à? Vâng. Tâm sự chuyện gì đấy? Vừa rồi thì đi đón Hải thì gặp Hải ở tận trường không? Có ạ. Có à? Vâng. Hớt tóc ra bên này xem nào. Đấy, đấy, không hớt ra bên này, đấy. Làm như kiểu là tóc mà nó chảy ngang ấy. Hải thì lại đến tóc dài đấy nhở? Mai chắc là phải đi cắt được rồi. Đấy, mai là đi học và về là Sử đưa Hải đi cắt tóc luôn nhá. Vâng. Hôm nay đi học thì học mấy tiết? Buổi sáng thì 4 tiết ạ. Buổi sáng 4 tiết á? Vâng. Thế còn buổi chiều? Buổi chiều thì 2 tiết ạ. 2 tiết à? Vâng. Ồ, buổi chiều thì học ít hơn buổi sáng nhỉ? Vâng. Sử thì mặc áo trắng chuẩn bị đi đâu à? Hả? Đâu đi đâu á? Cứ cài cúc áo lại xem nào cho nó gọn gàng đi nó mới ấy được chứ. Áo này hôm nọ mình mua hay là như nào? Mua. Mua à? Vâng. À. Đấy, Hải thì về đến nhà là phụ anh Sử là cho lợn ăn luôn rồi cô bác này. Đấy, Hải thì về đến nhà thì bỏ vội những cái ba lô cái cặp sách xuống là hộ anh Sử là cho lợn ăn rồi. Hải bảo là hôm nay thì anh Sử với lại ông thì làm việc mệt cả ngày rồi, em thì đi học. Hải thì năm nay thì cô giáo hay là thầy giáo chủ nhiệm? Cô giáo ạ. À? Cô giáo chủ nhiệm à? Vâng. Cám lợn này thì trong có ngô à? Vâng. Cho lợn ăn ngô thì béo rất là nhanh cô bác. Hôm trước thì cũng có được cháu Lực là mua cái những cái hộp này lên này cô bác này. Thì ba ông cháu sẽ để những cái lọ mì chính này, lọ mắm này, lọ muối này vào đây thì nó sẽ không có bị ướt nữa. Có được không đấy? Đây lấy nước để nữa à? Đây đây, có vẻ hơi nặng nhỉ, anh xách cho đi đi đi. Đi xong anh xách cho ra kia pha là bao nhiêu? Sao có vẻ đằng sau là ướt hết rồi? Sao đằng sau ướt hết rồi? Xách ba lô à? À, để ba em kiểu cạp nó nặng quá cô bác, cho nên là em Hải là điệu ba lô này nhá, ướt hết cả đằng sau luôn này. Hãy trộn nước đi, trộn nước vào đi, xong là anh sẽ bưng ra kia cho. Hãy sắn tay áo cao lên rồi trộn. Không tí ướt hết áo rồi.
nhìn cái khung cảnh của ngôi nhà ba ông cháu của bác, nếu mà người có tiền ở trên này thì người ta bảo cuộc sống người ta rất là dễ chịu, còn như những cái người mà không có tiền của bác thì thật sự ra ở trên này gọi là phải là rất là khổ của bác ạ. Nó thuộc dạng gọi là heo, gọi là hoang vu ấy cô bác. Lợn này thì hai con, bóng chốc nữa thì nhà các em sẽ có thêm hai con lợn to nữa. Các em thì tận dụng ngô này, tận dụng những cái lá dông này về để cho lợn ăn. Hải thì một cái cậu bé mà Hải thì là một cái cậu bé mà rất là ngoan ngoãn luôn cô bác. Trong thời gian qua thì được cháu Lịch, trong thời gian qua thì được cháu Lực với lại bạn Trình chia sẻ những cái thước phim hàng ngày cuộc sống của ba ông cháu lên. Thì trước kia thì không may người mẹ là muốn là quay trở lại đón em Hải đi, nhưng mà em Hải cũng quyết tâm là không có đi theo mẹ. Từ trước đến giờ thì mẹ còn về nhà lần nào nữa không à Hải? Không à? Trước thì được cháu Lực với lại hôm trước thì cháu Lực cũng gọi mẹ của em Hải ra với lại bên chính quyền ở thôn này ra nói chuyện với người mẹ một lần nữa. Nó thẳng thắn và dứt khoát, nếu mà để cháu Lực với ông đi với ông nói thì mặc dù có thể là nói được ấy cô bác, nhưng mà người mẹ sẽ không có nghe đâu. Người mẹ sẽ vẫn tiếp tục là về quấy rối cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu, làm cho em Hải có cái tinh thần mà nó sẽ bị lung lay, không có được vững chắc như em Sử của bác ạ. Khiến cho em Hải là sợ hãi người mẹ thêm, chứ không phải là sẽ có tình cảm với người mẹ thêm. Nếu mà như mà người mẹ của em Hải mà muốn thật sự mà là quan tâm tới Hải thì hàng ngày có thể là lên đây nói chuyện với Hải và bù đắp lại những cái sai lầm mà trước kia mình đã gây ra với em Hải, thì em Hải sẽ có một cái thiện cảm nào khác hơn so với người mẹ, thì như đấy thì nó sẽ tốt hơn, chứ không phải là cứ mỗi lần lên mà sẽ nói với em Hải là đón em Hải đi về ở không. Bây giờ thì lại chuẩn bị là đến nấu cơm rồi đấy nhỉ? Vâng. Ôi Sử đi đâu rồi Hải? Sử đi xuống xá rồi. Sử đi đâu cơ? Sử đi xuống xá rồi. Đi xuống xá à? Vâng. Sử đi xuống xá để làm gì? Để mua thịt về nấu cơm ạ. Mua thịt về nấu cơm á? Vâng. Vừa rồi thì cháu Lực đang chăm chú cùng em Hải là đi cho lợn ăn, thì Sử là đi xuống xá rồi. Vừa nãy thì anh Sử nói với em à? Vâng. Chắc là Sử là muốn là đi chợ sớm là để anh ăn cơm cùng đấy nhở? Vâng. Bây giờ thôi, nhưng mà để bữa khác thì anh sẽ ăn cơm với các em. Hôm nay thì chắc là anh cũng sẽ đi về. Trong thời gian qua thì xin được cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước rất là nhiều, đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu và đã luôn luôn đồng hành cùng canh bản em. Cháu Lực thì còn ít tuổi và còn trẻ, và ở đây thì có rất là nhiều cô bác anh chị thì cũng đã biết, đã đi trước và biết rất là nhiều rồi. Trong thời gian tới thì cháu Lực vẫn tiếp tục là trên cái con đường thiện nguyện của mình, thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ đóng góp ý kiến cho cháu Lực và để cho cháu Lực được vững chắc hơn trên cái con đường thiện nguyện của mình. Năm nay thì cháu Lực mới có gần 24 thôi, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều còn sai sót và không hiểu biết, thì xin quý ông bà cô chú anh chị sẽ nhắc nhở cho cháu Lực để cho cháu Lực được hoàn thiện cái bản thân của mình hơn cô bác ạ. Cháu Lực lên và muốn chia sẻ cái hình lại cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cũng biết
là cái nền nhà của các em đã được đào đến đâu rồi và có gặp thêm những cái khó khăn nào không. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì khá là dài rồi. Xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cháu hãy chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy rồi, tí nữa thì anh đi không gặp Sử thì bảo anh là đi về rồi nhá. Vâng. Đấy, Sử thì vừa rồi đi thì không có cầm theo điện thoại luôn. Vâng. Sợ là đi ra ngoài là bị rơi đấy. Vâng. Đấy thì để bữa khác thì anh sẽ ăn cơm cùng ba ông cháu nhá. Vâng. Đấy rồi.